Đây là tiếng nói gia đình Võ Bỉ Đà Lạt. Chương trình văn nghệ do một nhóm cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bỉ Quốc gia Việt Nam cùng gia đình và thân hữu thực hiện. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Hãy gọi đúng tên tôi. Hình ảnh và slideshow được trình bày bởi Lỗ Chí Thâm Hòa Thượng. Đừng bao ngày mai tôi đã ra đi, bởi vì sinh hôm nay tôi vẫn còn đang tới. Hãy ngắm tôi hoa tình trong những phút từng giây, hãy ngắm tôi hoa tình trong những phút từng giây. Làm đọt lá trên cành xuân, làm con chim non chiêm chiếp trong tổ mới, làm con tổ tành trên vương hoa hồng, làm gần trên ngọc trắng gửi trong lòng đá. Để bóng đẹp người, để ước mong, để lo xa, giữ vững nhầm của tôi là hơi thở nhịp tim Việt, của tôi cũng là tiếng đập của hàng triệu trái tim. Tôi còn tới để bóng đẹp người, để ước mong, để lo xa, những bước nhanh của tôi là hơi thở, nhịp tim Việt của tôi cũng là tiếng đập của hàng triệu trái tim. Tôi là con phù du thoát hình trên mặt nước, vừa là chim dân ca cám bắn phù du. Tôi là con ếch bơi trong hồ thu, và cũng là con rắn nuôi lên bằng linh nhai. Nỗi vui của tôi thanh thoát như trời xuân, của tôi tấm áp cỏ hoa, niềm đau của tôi trong ngày nước mắt, nước mắt ngập về cuốn đại dương sâu. Hãy nhớ gọi đúng tên tôi, cho tôi được nghe một lần tất cả. Những tiếng tôi khóc tôi cười, cho tôi thấy nỗi đau và niềm vui là một. Hãy nhớ gọi đúng tên tôi, cho tôi giật mình thức tỉnh, và để cánh cửa lòng tôi để ngỏ, để ngỏ cánh cửa.
vừa thưởng thức nhạc phẩm Hãy Gọi Đúng Tên Tôi được trình bày bởi Lỗ Chí Thâm Hòa Thượng. Đây là tiếng nói gia đình Võ Bị Đà Lạt do một nhóm cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam cùng gia đình và thân hữu thực hiện. Tới đây chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần tới.